Ca khúc mới sắp được phát hành của Cẩm Ly gây xôn xao trên mạng xã hội bởi tên bài hát có chứa câu từ nhạy cảm mồ tổ cha mày tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Cẩm Ly hát một đoạn ca khúc mồ tổ cha mày. Trong tập 2 của chương trình Ai sẽ thành sao mùa 3, Quang Lê đã tiết lộ việc Cẩm Ly sắp cho ra mắt ca khúc mới giọng đọc cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của trung tâm không gian mạng Viettel. Cụ thể, khi một thí sinh nam hát từ nhạc dân ca đến nhạc trẻ nhưng vẫn không chinh phục được giám khảo Cẩm Ly, Quang Lê đã hài hước cho rằng vì thí sinh này chưa hát ca khúc của Cẩm Ly nên chưa được đồng ý. Giọng đọc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Nãy giờ em hát bài Tân Châu, hát bài của chị Tuyết nhưng không hát mồ cố tổ mày của chị Cẩm Ly nên chưa được, mà bài đó cũng chưa phát hành nên lấy đâu ra mà hát, anh hài hước nói. Tuy tiết lộ Cẩm Ly sắp ra sản phẩm âm nhạc mới nhưng Quang Lê lại nhầm lẫn tên bài hát, khiến Cẩm Ly phải lập tức đính chính tên ca khúc này là Mồ Tổ Cha Mày, bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Ngay sau đó, 3 vị huấn luyện viên đã thuyết phục Cẩm Ly lên sân khấu trình bày một đoạn của bài hát này. Quang Lê và Minh Tuyết còn sẵn sàng đóng vai cháu để giọng ca Về Đâu Mái Tóc Người Thương làm ngoài. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Cẩm Ly thể hiện một đoạn trong bài hát mới sắp được phát hành Mồ Tổ Cha Mày. Trên sân khấu, Cẩm Ly cất tiếng hát ngọt ngào của mình với hai câu hát trong Mồ Tổ Cha Mày. Mồ Tổ Cha Mày không về mà thăm đất quê. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Mồ Tổ Cha Mày đêm ngày ngoài thương nhớ con. Sau khi đoạn clip này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ với tên bài hát bởi nó có chứa câu từ nhạy cảm giọng đọc cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Một số người cho rằng nên đổi tên ca khúc để tránh gây hiểu nhầm. Tuy nhiên, phần đông khán giả lại rất háo hức chờ đợi ca khúc mới này bởi lời bài hát khiến nhiều người xúc động nhớ đến bà ngoại của mình, bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng dành lời khen cho giọng hát ngọt lịm của Cẩm Ly. Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề này, Cẩm Ly cho hay cô chưa biết được việc tên ca khúc mới của mình nhận ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng thừa nhận tên ca khúc này dễ gây hiểu nhầm cho mọi người, bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cẩm Ly cho hay câu nói Mồ Tổ Cha Mày trong bài chỉ là câu mắng yêu của người già dành cho con cháu. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Giải thích về tên của bài hát, Cẩm Ly chia sẻ rằng câu Mồ Tổ Cha Mày trong bài hát không phải là một câu chửi, mà câu nói này thường được những người lớn tuổi ở quê dùng để mắng yêu con cháu mình, với giọng điệu nhẹ nhàng. Trong chương trình tôi cũng có lý giải qua về tên ca khúc này, đúng là câu đó mọi người nghe sẽ không hiểu nhưng nếu là dân miền Nam, miền Tây thì họ sẽ biết ngay. Cô nói tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cẩm Ly chia sẻ ngoài Mồ Tổ Cha Mày thì ca khúc này có thể có tên gọi khác, nhưng vì bài hát này chưa được phát hành nên cô xin phép chia sẻ sau. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel.